Nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 18 tháng 5, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Hồng Thái Tây đã làm lễ dâng hương báo công tại khu lưu niệm Bác Hồ. Về dự có các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thái Tây cùng giáo viên và học sinh các trường, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non khu vực 5 cũng đã về dự. Tại lễ báo công, thay mặt cho các trường trên địa bàn xã Hồng Thái Tây, đồng chí Vũ Trường Thoi đã báo cáo thành tích với Bác. Trong năm học vừa qua, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Hồng Thái Tây đã đoàn kết, nhất trí thực hiện tốt mục tiêu của ngành, địa phương và kế hoạch nhiệm vụ của trường đã đề ra. Các chi bộ trường đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, nhiều đồng chí giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Đây là hoạt động thiết thực của ngành giáo dục và đào tạo huyện trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.